chúng sinh. Xin gì kìa? Gái. Cái mày á. Cái đình trai á. Dạ mẹ kìa. Mẹ mày. Mày kìa. Rồi tới luôn bác tài ơi. Mấy anh em mình là chân lính. Mấy anh em mình là chân lính.
khúc cây. Một con cá bự. Vô cái khúc cây trong cái đuôi cao luôn. Đây nè, cá ông lồ. Ô, cá tôm nhóc cho cả. Trong cá trong đó còn một đống trong cá trong đó. Mình đi xuống ghe cầu cũng nhiều cá cũng yếm nha. Mình thấy mà không có chứ kia luôn. Không có là dục hợp mới làm xuống đúng không? Ừ, bởi vậy cũng yếm lắm chứ trời. Trời ơi, cá dính trên mặt cá lên trâu quá trời luôn hả? Xong rồi anh em mình lên tới đất liền nha bạn. Đây anh em mình được chủ ghe tặng cho anh em mình mới cá nha bạn. Đây mới cá và mới tôm. Đây là cá gì? Đây là cá sủ nha bạn. Sủ nhi. Cá sủ, đây là cá sủ. Còn đang mới tôm nè. Bây giờ anh em mình sẽ nướng luôn nha bạn. Để anh em mình chấm với muối ớt chanh siêu cay nha bạn. Đây, bỏ nướng luôn nè. Quá quá ngon. Cá này là cá sông nè bạn, cá tự nhiên nè, ngon lắm. Đây anh em mình qua nhà của cô Lệ chơi nha bạn. Dạ. Ờ, thôi được dạ, rồi. Dạ được rồi, được rồi. Nội đây đây là nội bà nội của nội hay ngoại nha bạn. Bà nội. Chải đám cà chua coi được chút để gì đó thấy dơ ghét quá vậy. Trời ơi, mấy con này là quýp lắm đó nội. Không có nội nha nội ơi. Con chơi hết là cây nhà ở vườn con ngồi gì không á. Nãy tụi nó ngồi đâu chổng tụi có chải mũ ở chổng á. Dạ chị. Về đâu đi ra ngoài này. Ra đây cho mát. Ra ngoài này mát hả ha. Dạ dạ.
Hồi nữa con nuối xong ra ra ăn cái nữa con nha nội. Trời dạ. Chào khán giả luôn nội. Chào quý khán giả. Bữa nay cháu Sàm với dạ. Mấy cháu có qua đây dạ. Thì cũng hân hạnh cho tôi. Trời cũng mừng. Hân hạnh cho con chứ. Hân hạnh cho con. Hân hạnh cho mấy cháu. Dạ. À, đây thì cũng chung vui với mấy cháu nhờ quý khán giả ủng hộ cho. Dạ, cảm ơn nội nhiều nha. Dạ. Các bạn coi tôm trứng không các bạn. Mấy cái đuôi này nó chấm chấm nữa. Tôm nào cũng có trứng không nào chứ. Tại tôm này là tôm xong chín hãng nãy có dẫn tất cả các bạn đi cào đó. Tôm cào, tôm cào, tôm cào. Ừ. Anh em mà nướng giờ nó chín chơi bạn. Giờ anh em mình sẽ đem xuống nha. Các bạn thấy đen đen vậy chứ không phải các bạn, tại cái dãy nó hồi năng mình lột cái lớp da nó bỏ mình ăn thịt trắng trong ngon lắm, ngọt như đạn luôn á. Thông qua clip này, anh em mình cũng xin cảm ơn anh Hiếu và chị Khoa đã cho mấy anh em tem bánh xàm mình trải nghiệm một ngày lên đên trên sông nước đi cào cá chung nha. Xin chân thành cảm ơn anh Hiếu và chị Khoa rất nhiều nha. Bây giờ anh em mình xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cá nướng với anh em mình nha. Hồi nãy mình có cái lời mời gửi anh Hiếu và chị Khoa nữa nhưng mà vì ngại cái máy quay nên anh Hiếu và chị Khoa không có lên clip nha bạn. Thôi bây giờ anh em mình xin mời anh Hiếu và chị Khoa ăn qua bên cái camera ha. Gì? Ăn vậy mới ngon. Vậy? Ngon. Vậy nó ngon. Mình đưa vô cái là chổng lụp bụp. Ghê hả? Hiểu con cá liền vậy thôi. Thôi bây giờ anh em mình sẽ chơi một cái trò chơi các bạn. Bây giờ là bữa là mình thua cái trò chơi cái gì nấu chữ gì đó. Nấu chữ. Thua. Chơi nói chơi nấu chữ. Tàn mạc thua mà thua dễ mạc luôn thua. Có mình thua chứ chứ nhiều. Thua chứ thua đập đầu 14 chứ thứ nào cho nổi cái đầu bây giờ động tác nó cũng nổi luôn nữa thứ nào cho nổi. Bây giờ bữa nay mình sẽ gỡ lại nha bạn. Bữa nay anh em mình sẽ tiếp tục chơi cái trò chơi nấu chữ phải không? Gỡ là gỡ ăn xương không chứ không có ăn được cá đó. Thì cậy hên xui, mình chơi định mệnh đi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ chơi cái trò chơi nấu chữ tiếp. Bây giờ thằng nào thua thì nhìn miệng, được hai thắng thì nó sẽ ăn. Bây giờ quay phim nó sẽ ra cái tiêu đề này, cái ông tiếp tục là nhìn miệng ha. Ta nhìn miệng là sao? Từ tôi qua hay là từ ông cô đen qua? Chắc bùm luôn. Ủa chứ đi. Ủa chứ đi. Chắc thua lên, tôi đang thua lên chắc có thì con trời hổng thua thì ghép mặt nó thua nữa hả? Mày biết không? Quên. Không. Ô. Quên. Dạ dạ dạ. Mày thua quên. Bắt đầu là chấm tôi mà hổng đây nè. Chơi lại nào. Rồi. Ô. Quên. Cái chai dữ vậy. Thôi mình ăn đi được khỏi ông ăn. Thôi không có nha. Mình chơi mà mới được ăn nha. Mình chơi đại bài bạn nãy giờ mình quên. Mình ở Quế mà tưởng đâu ngày xưa mình ở Quế vậy không đó. Dạ. Ừ. Hồi xưa chơi Quế vậy không đâu không biết không, không cho chơi không? Hồi chơi Quế vậy. Ô. Ông quay đập đầu bắt đầu. Rồi, 1 2 3. Chúng mày đi trước. Quế đi trước. Đi trước nữa. Trắng hả? Nó ra rồi. Đi trước rồi. Ok. Là quay phim nó sẽ ra tiêu đề hôm nay là cái gì đó. Anh em mình sẽ nói chữ theo nha. Không ăn ngon ta. Là giống như là thằng này bí là tao mày ăn, nó sẽ ngồi nhìn miệng. Tao bí thì hai mày ăn, tao sẽ ngồi nhìn miệng. Ừ. Nhưng mà tao nhìn miệng cho tao cái được phép là chảy nước giải nha. Chứ không chảy thì chưa nổi. Đừng muốn chảy vậy trời. Không chảy nước đâu cũng được đâu. Rồi mày. Rồi, quay phim sẽ ra câu đố hôm nay. Câu đố hôm nay là gì hả? Là nãy giờ mình là đi ghe cào thì mày liên quan tới cái ghe cào đi. Vậy là cái ghe đi. Ghe cào xong mình cào gì ta? Chào cào. Chào dứa. Chào tao. Ok, mày ra đi. Mày muốn cái gì đó ra đi. Cái ghe. Cái ghe mày hả? Ghe cá. Cá sạc. Sạc cơm. Sạc cơm. Đúng rồi. Mày. Cơm trái. Trái nhà. Nhỏ. Lá gì? Lá trầm. Trầm hương. Hương giang. Tóc. Trái đổ. Giang mày. Giang mày. Mày gùa. Gùa gì? Gùa gì? Gùa gì? Gùa gì? Gùa gì nói. Thôi tao ơi. Là mình sẽ gùa hết này luôn nha. Ừ, đúng không? Nó gùa như tôi à. Chị chứ sao? Gì chứ mới có một giọng thôi ông thằng. Nãy giao nó chưa nhưng nó nghe vậy. Tao bị giao gà là thua là tao mẹ hết luôn rồi nhìn mày luôn. Dạ. Rồi nó đâu nghe rõ đâu, nó có nghe. Nói chung là nó chỉ thua có một vòng nha bạn. Mình sẽ ăn. Bây giờ nó sẽ được phép nhìn miệng mình nha bạn. Trời ơi ngon lắm. Mình ăn cái cô đen. Bữa nay mình phải gỡ lại những gì đã bắt của hổm chứ trời. Ôi đã rồi. Ừ, thằng con cá sấu, thằng con cá cái được. Thấy hả? Trời trời. Mình chơi con cá này cái gì ta? Cá phèn. Phèn. Ờ rồi đúng rồi. Tại vì nó đóng phèn quá vậy người ta kêu cá phèn vậy. Ôi cá đù gì hả? Ngon lắm rồi nha. Cá đù. Nè nhìn nè, con cá sấu nè. Cá sấu. Lột da ra.
Đỏ. Đỏ. Trắng tinh tôm. Ủa. Đỏ. Đỏ. Trời ơi. Mẹ con đó hả? Mặn dữ vậy. Mặn dữ vậy. Mình xin mời tất cả các bạn cùng cá nướng với nè bạn. Mời anh Hiếu, chị Khoa ăn với nè nha. Mời chủ ghe nãy đây. Trời ơi, cá bé con nè. Ui đù. Quá đã là vô nè. Đây xin mời tất cả các bạn nha. Ờ mặn dữ trời. Cái gì mà không anh? Mặn lắm. Đây mời cô Lệ nha. Mặn Lệ nha. Hồi nãy giờ sáng giờ cực khổ. Trời ơi, con cá ngọt như đà cá trắng nè bạn. Chấm rồi. Trời ơi. Chấm này nè cô Đen ơi. Chấm vô. Đây nè, quất nè. Chấm vô. Mời các bạn nha bạn. Cô Lệ nó mắt nhìn miệng rồi mấy cô ơi. Mời các bạn nha. Trời ơi. Quá đã. Ừ. Cô Lệ sáng giờ đâu có ăn gì đâu. Mấy anh em cũng đâu có ăn gì. Đi cào xong rồi giờ anh em nướng cá ăn. Giác này nó ngồi nó nhìn miệng nó hứ nào chưa nổi. Bữa nay qua sân nhà nó mà nó bị thua nữa. Trời ơi yeah. Chết thì chứ. Wow. Sân nhà nhục mấy như mấy sân con. Sân nhà mới thua là nhục lắm. Đây mình ăn nguyên con nữa các bạn. Nhục như cái nục cơ cỡ là vậy thôi chứ có nhục hơn đâu. Sợi trời. Đâu quý vậy. Đây xin mời các bạn nha. Thôi đã. Vô miếng đi cô Lệ. Trời chơi đâu mà chịu. Chơi đâu mà chịu chứ. Chơi đâu mà chịu. Đây xin mời các bạn nha. Có nét chứ. Cá các bạn coi nè, phút ngọt thịt chết hả? Nãy nó rùa vàng của Tần Thứ Hoàng được rồi. Chạy nó đâu biết rùa vàng là gì đâu. Giờ có nét. Rùa đỏ cũng được. Chơi ăn không chép nha. Thế có ai có quyền chứ trời. Trời người ta ăn ngon, tao có quyền chép chứ vô duyên á đầu quý à. Mày thua mày có quyền nhìn miệng. Không cam cho tao mượn cái tai nghe không cam. Chịu hết nổi rồi. Ai cần mượn khẩu trang luôn không? Cái đó nha. Bồ biển tới đầu quý vậy. Cho bịt cái đầu tay lên luôn. Đây, vô nha bạn. Ủa, cá. Trời đã. Cá nó tứ nè. Nhìn ta nè. Mình nhìn ta nè. Nè. Trời ơi, trời. Ông nhìn tôi nè. Thằng con đen tôi nè. Con đen ăn con cá nó yếu hả? Đồ quý trời. Mày tao được mày này trời. Bởi vậy. Mọi tôi ăn tôm, mọi tôi ăn tôm. Còn đứa ăn. Chắc còn không ăn. Trời đã. Lẹ ơi, trời ơi, tôi lấy con cá này tôi gung tay luôn á trời. Tao còn gung luôn đó chứ mày á đầu dữ vậy. Được con cá nó thiếu vậy giờ không gung cho được. Ai biết nha. Được cái này mình được uống nước không ta? Không luôn. Không luôn. Không được ăn gì chứ, chỉ ngồi nhìn miệng à. Ngồi nhìn thằng nào ăn con cá không chơi tầm khác. Oh my god. Trời ơi. Quất. Quất lại tao uống con hết trơn con hả? Còn nữa đâu? Đó. Oh my god. Mày nó trắng vậy nè. Mày tròn hả? À. Mày tròn anh em mình ăn miếng đi chứ để nó nhìn mày mà kỹ mày. Dạ. Ừ. Rồi chơi phải gõ nét không á? Rồi chơi là phải gõ nét. Anh đi. Ừ. Mời bạn nha bạn. Mời cô Lệ cô đó. Ăn đi tôi không buồn đâu. Mày nói là mày thằng thua. Mày thằng cu thua ăn. Cu thua. Đây tôi không buồn đâu. Đây tôi đâu buồn. Không có miếng dương nữa. Mày mà ngồi từ đây tới chiều mà không ăn con nào cho tao thiệt mà tao không ngại cái nào chứ. Không ngại cái nào. Mày tao ngại không? Tao mày ngồi đi. Trời đã ngọt quá. Không ngại luôn hả? Không ngại. Đồ ăn hoài không hết cá trời. Trời mà làm cho tao làm nữa mày. Chịu không nổi. Ừ trắng dẻ rồi trời. Cá ngọt quá chịu không nổi. Cái gì trời. Ừ, đâu. Mày cầm mày táp luôn chứ mày dễ dẻ gì sao ngon cô Đăng. Vậy hả? Trời ơi trời mày chơi. Mày qua sân nhà tao mà sao tao thua nhục như vậy. Mày chơi super sao đi. Ừ trời ơi mày dễ dẻ thèm á. Nè. Tao đợi tao. Thưa làm cái gì cuốn chứ hả? Này chắc quớt là nè ông nội ơi, ông nội ừ. Trời ơi, ông nội cuốn. Tay cung rồi. Cung tay cho nó chết. Tôi cá này tôi cung lắm mày đó. Chưa có gụ hả? Ờ. Nhớ có chừng cá này mà có gụ đi. Có chừng hóc xương nha ông anh. Vô. Rồi để đây. Đó. Rồi đừng biết nữa hả? Vừa Tết ăn cái gì vậy? Mời bạn nha bạn. Thấu đó. Mời cô Lệ, cô Lệ. Mời ông chào nha ông chào. Ừ. Oh yeah. Ngon rậu á. Nãy nó kêu mà vô kêu mà nói mà có kêu không? Hả? Nó kêu bà nội ra không? Bà nội bữa nay ăn chay vậy? Giàu thì xong luôn. Ăn chay luôn hả? Ăn chay. Ăn chay. Ăn chay. Trời. Móc lại miếng da có khô cá của đen các bạn. Buồn hết trời. Ngon quá. Rồi hết trời, chơi vòng khác trời ơi trời. À, bây giờ là vòng lội vừa qua không còn giá trị. Bây giờ anh em mình sẽ xé vé. Anh em mình chơi lại vòng mới nha các bạn. Bây giờ các bạn nhanh tay nhanh chân mua những cái giấy giò các bạn cầm trên tay. Chúng em chuẩn bị quay số. Mời ba em cho quay số. Xong chưa? Rồi. Vô. Tôi no, tôi nghỉ. Chơi nghỉ. À, nghỉ đi. Mày nghỉ đi. Xong chưa? Rồi, mời ba em cho đó. Chủ đề mới nha. Rồi. Con cá. Nữa hả? Mày. Cái gì? Lẹ chạy. Cái là cô. Gút ai? Mày chết. Cho tao.
Vì tàu là gì? Ngươi như tàu đó. Có như tàu. Tàu sắt. Sắt dụng. Dụng gì? Dụng gì? Dụng gì? Dụng bánh. Dụng bánh. Ừ. À, vậy dụng mà. Tôi dụng bánh. Dụng hả? Dụng trộm chứ dụng bánh là diện nổi. Bánh dụng thôi chứ nào mà dụng bánh. Thế gì thì cái dụng của cái bánh đó. Vậy hả? Có không nội? Người ta nói được là như dụng bánh mì rồi đó. Chờ đây, chờ đây. Dụng bánh. Bánh. Bánh tráng. Tráng quá. Tráng quá là cái gì ông nội? Tráng. Tráng. Chữ tráng à. Chữ tráng là chữ T rồi. Tráng. Tráng quá là cái gì ông nội? Tráng kia hả? Ừ. Tráng gì? Tráng gì? Tráng gì? Chén bánh. Trời đâu. Bánh gì? Bánh cọt. Cọt gì? Cọt gì? Cọt gì? Cọt khác. 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 Khẹt, khẹt nhìn đói. Ủa, cô lẹo đổi cho bạn. Nó khẹt nó biết gì? Bây giờ nó khẹt mà nó không biết khẹt lửa. Ừ. Trời ơi, trời. Nó nó sẽ nhìn miệng hai anh em mình ăn nữa các bạn. Giờ hai anh em mình sẽ lựa con nha. Sang nhà mà thua. Sang nhà đù với à. Thua đây thua tàn bạn lên sang nhà. Uống bù hai ba chậu. Bây giờ nãy mình ăn cá rồi, bây giờ mình sẽ ăn con tôm nha bạn. Đây, đây là tôm sống chính hiệu trứng không nè bạn thấy không? Cho tôi vỏ được không? Dễ tăng luôn chứ có trò lắm ơi, cái lắm gì con. Mày nghĩ tao đâu có bỏ vỏ ra đâu. Ôi, mà có trời. Tôi thấy có con này con cá bóng phải không? Con cá. Con bê đi. Nhịn nội. Bóng hả? Bóng bóng ba. Trời ơi, con lẹo này nó vô mánh bà bánh luôn rồi. Lát tôi ăn tôi chôn xương mới được. Nè, bạn, tôi lấy đồ hài với cái bộ đồ coi, tôi đem về. Con tôm xong mình gạch nè, nhỏ xíu mà gạch vậy nè. Quá đã, mời bạn nha. Vô con này ơi. Kêu kêu bạn nội ra. Muốn giúp kìa. Nội à, nội vô ăn cái con là nội. Trời ơi, bà nội lấy rau thôi nội. Bên nè, bà nội tiếp tế thêm dĩa rau nữa. Ừ, ông ăn dĩa rau đó đi. Không, không cho ăn luôn. Tao có nói thua rồi, nó không được ăn gì cho. Nó chỉ ngồi nhìn miệng, không cho nó ăn gì cho. Cũng lẽ thua rồi. Thua rồi. Thua là nó chỉ nhìn miệng, con ăn hả? Nội vô ăn thôi đi nội. Thôi, để gì thấy cháu mày đi. Dạ. Đây mời bạn ăn tôm xong nha bạn. Thằng cu lẹ nó hua rồi, nó giờ nó chỉ được khép nhiều nhìn miệng hả, nó đâu có ăn được. Đúng rồi, nó ăn quá hua, nó hua từ đêm tới tết, hua từ đêm tới tết. Nó thèm nó chảy nước miếng nè. Bỏ vậy vậy hai em thêm nó chuối nữa. Trời ơi, lấy nó chuối. Ăn có gì đâu ăn. Hồi xưa tôi chết nó chuối, tao chùi cái lỗ kia. Trời ơi, nó chảy lên nè. Ừ, trời trời của tôm nè. Thôi nhìn con cá bóng nè. Ê mày đừng bỏ vỏ nha. Vỏ nó lấy hả? Bỏ vỏ nó lụm tan luôn, khỏi bỏ luôn. Đây xin mời bạn ăn con tôm nha bạn. Mình không bỏ vỏ rồi bạn, sợ cô lẹ nó lấy không hay. Vô nha bạn. Trời ơi trời, trứng béo ngọt ngon trời. Mời bạn cá bóng nha bạn. Nhỏ nhỏ mà nó ngon lắm mẹ ơi. Mời bạn nha. Mặt đẹp tay. Ừ, ngon lắm. Ngon cái gì vậy? Cá bóng. À, ông có thương thương mà bò tới giờ tôi luôn nè. Mình ăn ở đây, nó bò lại cá. Rồi nè, nữa đó, mình qua nhà đuổi về luôn. Dạ, mới bớt đuổi về luôn. Anh em qua cũng đuổi trong nội. Tại mày mà, tự nhiên mày không biết khẹt là khẹt gì. Khẹt gì? Khẹt đam. Khẹt đam, tao khạc quá. Khạc quá. Tao khạc quá là bà lấy này khạc quá. Cái dòng mới kìa. Chồng quá hả? Vô. Trời ơi, sao má. Come on. Hồi nãy tôi lấy cá bự, xong lấy cá nhỏ mà mau quá. Tới ăn tôm xíu nó trời đù chứ. Rồi xin mời cho trọng tài ra đời đi chứ hả. Rồi bây giờ là cái dòng loại vừa qua anh em mà đã xé vé nữa rồi các bạn. Dòng loại vừa qua không còn giá trị. Đoàn với tôi chúng tôi. Anh em nào có những tấm vé trên tay cái dòng loại qua rồi thì mời các bạn dùng bỏ đi. Tặng hoa mua lại những tấm vé mới để anh em mình chuẩn bị quay số. Mời ba em vô đồ đất tiếp tục nha. Chơi. Chơi nha. Chơi. Sốc nước. Tiểu. Chơi. 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 Tiền gì? Tiền đường. Tiền đường á? Tiền đường là cái gì? Ờ, tiền đường rồi. Còn tao kìa. Đường tăng. Tăng gì? Tăng không biết tăng gì. Tăng gì? Tăng máu. Tao kìa. Mũi. Mũi gì? Mũi gì? Mũi đỏ. Mũi đỏ. Ừ, tôi muốn cái mũi đỏ luôn. Bữa nào không chơi bay mà bay nha. Ờ, mũi gì? Mũi đỏ. Mũi đỏ. Mũi đỏ là mũi gì? Mũi Cà Mau đâu nghe rồi chứ, mũi đỏ chứ. Mũi gì? Mũi gì? Mũi vằn, mũi vằn, mũi vằn. Ờ, mũi vằn là được. Vằn vện. Đúng không? Dạ, cảm ơn nội. Vằn vện mày gà vện gì kìa? Gì? Vằn vện. Nó ngủ mũi vằn rồi, tao vằn vện. Vện gì? Vện gì? Vện đầu. Vện vô đầu. Vện đầu, ừ. Tấm nhận, tấm nhận. Tấm nhận, được. Thông qua. Đầu tóc. Tóc gì? Tay trái. Tấm hận.
Mặn gì? Mặn gì? Mặn gì? Để đi. Ngứa vậy kìa. Mặn sao ngứa? Mặn ngứa. Mặn ngứa sao cái bọn thằng nó mặn nó ngứa cái ngứa. Ngứa giống đầu luôn. Ngứa quá. Ngứa quá đâu hả? Quá gì kìa? Quá gì? Quá gì? Quá đất lại diện nổi. Quá trời quá đất á. Ờ đúng rồi. Quá trời quá đất hả? Đất hả? Ừ. Đất cát thì trời tao vô biên luôn tao thấy chừng nào thua. Cắt trắng. Ừ. Cái bù quýt luôn á, trắng vậy. Trắng tươi. Tươi xanh. Trời ơi ông kìa. Là gì? Là gì? Là gì? Lưới. Lưới gì? Lưới bò. Bò gì? Bò khô. Bò khô phải khô kìa. Khô cá. Trời cá thì nó vô bưng cá, cá lóc mất mới không có nhiều cá. Thì khô cá kìa. Cá lóc đó trời ơi trời. Lóc chóc. Ừ, chóc gì? Chóc, chóc lưới. Chóc lử. Lử gì? Chắc lử. Chắc lử, chóc lử là cái gì không nói. Chóc đúng. Chóc là chóc gì? 1 2 3 chóc tay. 4 thì tay thì biết bao nhiêu tay nói. Tay tay mặt. À, biết là thua. Tay chân. Vì tao lấy mặt mà. Mặt mà. Mặt gì? Mặt gì? Mặt lâu. Gì? Mặt gì? Mặt lâu. 1 ngốc luôn á. 2 Mặt 3 mặt cá đúng rồi, đúng rồi, mặt cá trả giá đó. Cá gì? Cá gì? 1 2 3 cá nhà. 4 cá nhà. Cá gì? Nhà tướng. Tụi gì? Tụi gì? Tụi gì? 1 được gạch. Gạch gì? Gạch mắt. Mặt. Mặt mặt mai. Sao dài dưới mặt. Dao. Dao gì? Dao mát. Mắt giót. Giót đi mà rồi. 1 giót. Giót. Mắt giót. Giót gì? Giót che. Ừ. Che thì đường nào hú đúng không? Che đường nào hú? Che gì? Che gì? Che đầu. Che đầu che gì không nổi? Tre. Tre hả? Tre. 1 2 3 Mày chúc à, chúc à. Chúc sinh. Sinh gì kìa? Sinh gái. Thế mày á. Cái đứa trai á. Gà mẹ kìa. Mẹ mày. Mày kìa. Mày kìa. Mày ơi. Mày ơi mày. Ôi. Cái gì đâu? Tới đây đâu chạy. Ôi hai kìa. 1 2 3 à nhé. Đi ra nữa trời đâu mình chạy. À nhé nữa chạy đúng không? Thường người ta nói câu à nhé đúng không? Người ta là à nha siêu. Đúng không? Ở à nhé hả gì? Ngồi coi đi. Bữa hổng tao mới mua chứ à cái sáng. Tao mua chứ à nữa chứ à gì? À ơi. Trời ơi. Trời. À ơi sao mà nó biết trời. Ai vào coi chết gì nữa. Nhưng mà cái câu nói hổng tao mới trả lời được sao bắt mới tao thua à ơi mà không biết trời. Vậy bởi không cho nó nhịn được rồi. Cái đồ quốc dứ trời. Vô. Nè con cá bự nè. Ừ nghe tao thôi tuần tôm đi. Tuần tôm. Quấn cá bự lên. Mà à ơi không biết hết tí trời thua nữa trời. Cái đau lòng chiến sĩ thì chứ. Ngon quải. Đó tôm này có trứng nè. Thôi thôi trứng thôi trứng hai mày. Thua nữa trời. Nấu cái mạc á. Mình thắng nha bạn. Ơi mình không biết trời. Trời ơi. Cái thèm không. Ừ có khi nào tao ăn hết cái đống này không. Mời mấy bạn nha. Tao nói nghe này nè. Cái gì? Hồi nãy tao ăn như bắt giới tao chưa biết mùi gì hết. Cho tao thêm miếng nữa đi. Ông ăn không vô hả? Đầu kìa thua tàn. Nè nè con chiếc dép luôn nè. Dép mày đem bánh xịt hả? Ồ chấm vô. Mời bạn nha bạn. Trời ơi trời. Món chậm. Tàn rồi. Tàn ngán quá. Nè hả? Ừ. Tàn ngán. Vậy ra ngoài tôi ăn tôi ăn. Ngán mới chẹo à. Tàn ngán quá trời ngán rồi. Nè. Ăn hết vỏ. Trời ơi đừng có lễ vỏ. Tao còn vỏ này nè à. Tao ngán rồi tao không ăn rồi đó. Nghĩ ra đi ra đi. Tao mới kiếm chuyện tao thua cho tao mới ăn á. Dê gì biết đâu không. Kiếm chuyện thua mới chịu à. À ơi làm cái gì vậy mà không biết trời. Cô đang vô ăn cô đang. Vô ra hả? Ừ. Ủa thử miếng dừa. Ngon. Dừa làm ấy. Vô bà. Ngon không? Chua chua. Ngon. Thấy thơm thơm. Đã lắm. Đã lắm hả? Vô bạn. Đủ. Đủ. Giờ hết kêu số nổi rồi. Dạ. Thôi bây giờ anh em mình sẽ ngừng clip đi cào cá hôm nay. Hôm qua clip này anh em mình xin chân thành cảm ơn anh Hiếu và chị Khoa đã cho anh em mình có một ngày để trải nghiệm theo đi cào cá nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ gửi lại cảm ơn tới bà nội của anh Cụ Lẹ đã nhiệt tình đón tiếp với anh em mình. Anh em mình xin chân thành cảm ơn bà nội rất nhiều. Bây giờ anh em mình sẽ khép lại clip tại đây. Nếu tất cả các bạn có thích cái cảnh sông nước miền Tây của anh em mình trải nghiệm nãy giờ thì các bạn hãy ủng hộ cho anh em một like và một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình nha bạn. Bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào bạn nha.